Đạo làm người, album thứ 3. Những vần thơ được trích trong trường ca gia đình và quốc đạo của Mai Trinh và Hãn Nguyên Nguyễn Nhã. Chúng ta hãy nghe qua các giọng ca, dân ca của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, của nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm, hòa quyện cùng dàn nhạc dân tộc thành phố Hồ Chí Minh với Đăng Ninh, Việt Hùng, Thanh Vân. Đạo làm người, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân sẽ hát theo làn điệu dân ca miền Bắc, Ngồi Tựa Song Đào. Gẫm ra trong đạo làm người, đạo bình thường của đất trời thế gian, không là triết lý duy tôn mà gần với lẽ sống còn nhân sinh. Tu thân mình để giữ mình, yêu thương người, giữ đạo nhân đạo tư, mẹ cha đạo ái đạo từ, luân thường đạo hiếu đạo thờ tổ tiên. Công cha như nóc như nền, dạy con chữ đạo tâm bền, tâm bền luôn ý luôn. Ai đây ơi, thay biển rời non, thay biển chứ rời non. Dù cho mà cho thay biển là lòng với nước, chẳng mòn mỏi chi. Ai đây ơi, đạo nhà là chữ nằm kề, đạo nhà là chữ nằm kề, đạo nhân đạo nghĩa con về đây mỗi giây. Ai đây ơi, bè bạn chúng ở tay, vợ chồng bè bạn chung tay, anh em đoàn kết tình này nhân ý lên. Ai đây con đã lớn ở khôn, con đã lớn ở khôn, bây giờ là giờ con đã, con đã lớn ở khôn, con đã lớn ở chung là chung với nước, đạo theo suốt đời. Đạo thường là của thế gian thôi, thế gian có đẹp mơ, cuộc đời này hay mới hay. Ai đây ngày ngày đây, hạnh phúc chứ ngày ở đây, tìm chân là chân hạnh phúc ơi.
sao đời là đời hòa hợp mơ. Đợi ngày đồng nguyên ai đây ơi, hạnh phúc ngày đây. Mười đặc điểm của người Việt Nam cần khắc phục và phát huy. Tính thiếu liên kết. Theo điệu hát Hò Miền Nam qua ngâm Lục Vân Tiên do nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân trình bày. Cần lắm con ơi, một tốt ba kém bảy thời hỏng đi. Điều cần khắc phục là gì? Là keo gắn kết. Là keo gắn kết bởi vì tương con rồng châu Á vươn vai, Việt Nam mới thật lên ngôi phú cường. Còn không tục hậu chuyển thường, còn không mãi mãi thường thường bậc trung. Dẫu là tiên dẫu là rồng, sống trong bóng tối. Sống trong bóng tối âm thầm tiếc ngỡ sao. Việt Nam mà tỏ mặt anh hào, ấy là phải cố làm sao hơn người. Một ba bảy đều tốt thôi, học sao liên kết mỗi người Việt Nam. Tinh thần đoàn kết keo sơn sẽ là gắn chặt gắn bền vinh quang. Con ơi, con nhớ cho rằng học sao liên kết ngay trong học đường. Khởi đầu nối kết tình thương, phải đem cuộc sống cùng trường thân yêu. Kết thành nhóm học mới siêu, kết thành đồng đội mới đều sẽ chia. Cùng chung mục đích hướng về, xóa đi mâu thuẫn, xóa đi bất đồng. Tinh thần tự kỷ sang trang, từ nay con biết kết đoàn là hay. Là vui thay, là đẹp thay, mối liên kết nối sợi dây bằng vàng. Là vui thay nè, là đẹp thay, mối liên kết nối sợi dây bằng vàng. Yêu sao yêu quá Việt Nam. Tính thiếu đoàn kết. Hoàng Đức Tâm hò Nam Bộ và hát Lục Vân Tiên.
rằng trong chiến đấu khó khăn yêu cầu đoàn kết tương thân dễ mà. Và đây nhược điểm dân nam là khi xây dựng là khi xây dựng không còn tình thân, không còn đoàn kết tương thân, tinh thần bất khả tương xâm không còn. Cũng phai lạc, cũng mỏi mòn, cầu tương ai chúc con ấy mà. Con ơi phải nhìn ra sức mạnh muôn thuở chính là tình yêu, giúp người ta vượt đói nghèo, làm nên sức mạnh tiếp theo kết đoàn. Vì chứng chìa khóa bằng vàng giúp con đứng vững nghiêng ngang giữa đời. Dẫu thành công đến quốc trời thì con vẫn phải nhớ lời mẹ cha, muốn bền lâu muốn thăng hoa, chứ đoạn kết chẳng bao giờ được qua. Con người trong mắt giữ gìn tương thân tương ái, tình thêm sâu dày. Đó là sống dược phận người, xua đêm tối để hát lời việc học hành. Hoàng Đức Tâm trình bày theo thể điệu hát ru và hát chống quân dân ca Bắc Bộ. Học đăng đèn sáng bừng lên, mặt trời soi chiếu ở ánh dương mặt trời. Tinh thần hiếu học trong đời, con nên phải cố học hoài, học chăm. Chỉ cốt lấy bằng học đâu thời, chỉ cốt lấy bằng học đâu thời, chỉ cốt điểm năm điểm mười. Học sao thời cốt để nên người, học làm thời sao để thành người có nhân. Học say thời mê học chuyên cần, lượm thu thời kiến thức hành trang vào đời.
con đường thời khoa học xanh nhã tươi, biết bao thời khám phá đang chờ nghiệm thu, say mê thời sáng tạo từng giờ, để cho thời sở học ước mơ tụ thành. Học đâu thời chỉ cốt thuộc lòng, học đâu thời chỉ để được lòng mà mẹ cha. Cốt học cho ta cốt là thời, cốt học cho ta kỹ năng thời, kiến thức phải là chuyên sâu. Làm sao thời sợ học từ đâu, đừng thiếu thời căn bản nghe đau đơn lòng. À ơi à ơi, con nghe lời mẹ hiểu không, học là mục đích sống con hôm nay. Học hoài, học mãi học hay, học mà xuất sắc làm người mới thôi. Thích hưởng thụ sớm. Hồng Vân sẽ diễn tả theo điệu Hò Nện dân ca xứ Huế. Ở đời nị là hô là khoáng, hưởng thụ chứ con ơi nị là hô là khoáng, ai mà chẳng thích nị là hô là khoáng, ăn chơi rửa nô đùa nị là hô là khoáng. Khoáng hơi khoáng hơi hô khoáng, là hô là khoáng, khoáng hơi khoáng hơi hô khoáng, chứ biệt sao nị là hô là khoáng, hưởng thụ cho vừa nị là hô là khoáng, đừng sung sướng quá nị là hô là khoáng, khi chưa là gì nị là hô là khoáng, khoáng hơi khoáng hơi hô khoáng, là hô là khoáng, khoáng hơi khoáng hơi hô khoáng, hết khoáng chưa sang hùi bơ hùi, hết hùi còn lại khoáng nị là hô là khoáng, khoáng hơi khoáng hơi hô khoáng, là hô là khoáng, khoáng hơi khoáng hơi hô khoáng, chứ con ơi nị là hô là khoáng, phải biết làm chi nị là hô là khoáng, làm cho xứng nị là hô là khoáng, những gì của ta nị là hô là khoáng, khoáng hơi khoáng hơi hô khoáng, là hô là khoáng, khoáng hơi khoáng hơi hô khoáng, chứ có nhiều nị là hô là khoáng, hưởng ít mới là nị là hô là khoáng, người khôn chứ dành dùm nị là hô là khoáng, mới là thật khôn nị là hô là khoáng, khoáng hơi khoáng hơi hô khoáng, là hô là khoáng, khoáng hơi khoáng hơi hô khoáng. Để con phát triển nghe con, nếu con tận hưởng tất không để dành, con vừa ích kỷ đã đành, chẳng con chia sẻ con tin với ai, là người tiết kiệm mơ đời dài, mà không tiết kiệm biết ai giúp mình. Phần người như thế đã đành, phần nhà phần nước hoàn thành ra sao. Yêu nhà nị là hô là khoáng, yêu nước mà thế nào nị là hô là khoáng, con cần phải cố nị là hô là khoáng, nước sao phủ cường nị là hô là khoáng, khoáng hơi khoáng hơi hô khoáng, là hô là khoáng, khoáng hơi khoáng hơi hô
khoang, hết khoang chứ sang hồi nị bơ vùi, hết vùi con lại khoang nị là hù là khoang, khoang hơi khoang hơi hù khoang là hù là khoang, khoang hơi khoang hơi hù khoang trên nước đầy nị là hù là khoang, sống mới đầy luôn nị là hù là khoang, chỉ con biết lỗi nị là hù là khoang, biết đường mà con đi nị là hù là khoang, khoang hơi khoang hơi hù khoang là hù là khoang, khoang hơi khoang hơi hù khoang là hù là khoang, khoang hơi khoang hơi hù khoang. Thông minh, sáng tạo, không đấu đá. Chúng ta hãy nghe nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân diễn tả bằng điệu hát bài chòi dân ca Liên Khu Năm. Con đi biết lối biết đường, sông đầy nước đá đầy luôn bao giờ. Con thông minh mẹ mong chờ, con hay sáng tạo mẹ thơ thới lòng. Nhưng con ơi con nhớ đừng, con khôn lỗi mẹ không mừng đâu con. Người chê cười mẹ buồn hơn, nỗi buồn pha với nỗi hờn đớn đau. Học như dẹt biết ra sao, cái nền quốc học trông vào những ai. Con xem đấu đá là tài, ai mà hiếu chiến đâu là khôn ngoan. Con mà thẳng thắn khác hơn, nếu con thích chống có làm sao đâu. Khi cần có khác biệt nhau là nền tảng của nhu cầu đi lên. Mới mong thế hệ tài hiền là thế hệ của thanh niên lúc này. Con mau hội nhập vào ngay, để Việt Nam cứ đà này mà tiến xa. Xin chào mấy chục năm qua, nỗi đau tụt hậu đã là cố nhân. Xin chào mấy chục năm qua, nỗi đau tụt hậu đã là cố nhân. Ít quan tâm đến sự hoàn hảo, Hoàng Đức Tâm trình bày theo điều về Bình Trị Thiên. Điều gì con thấy quan tâm, điều gì làm mẹ phân vân đứng ngồi. Kể ra khéo thật có rồi, khéo thì có khéo liệu thời được lâu. Điều gì con thấy quan tâm, điều gì làm mẹ phân vân đứng ngồi. Kể ra khéo thật có rồi, khéo thì có khéo liệu thời được lâu. Khéo giờ khéo mãi được sao, khéo giờ khéo mãi được sao, sao mà không nhị miệng sao bằng người. Sự hoàn hảo thật tuyệt vời, lưu tâm để được như người mới hay.
nói gì bên Mỹ bên Tây, bắt đầu từ đất nước này nói đi. Sự hoàn hảo rất diệu kỳ, phải làm sao đạt xuê xóa nản lòng. Đừng dễ dài dễ dở ra, bỏ ngay suy nghĩ có còn hơn không. Điều này đã nói lên rằng sẽ không làm được gì trong cuộc đời. Cuộc đời chỉ có một thôi, nếu không trân trọng sẽ rời bỏ ta. Sự cấu toan dẫu khắt khe, sự cầu toàn dẫu khắc khe, cùng là mức cùng là lề phải theo. Nói ra con cổ hiểu nhiều, điều mình phục đó là điều trước tiên, cũng là điều kiện hiển nhiên. Cái mà hoàng hảo kề bên con rồi. Tính hoang phí vô bổ, Hoàng Đức Tâm ngâm thơ Huế và hát điều Lý Tình Tang, dân ca Thừa Thiên Huế. Thật là vô bổ con ơi, thật là hoang phí con thời nhớ nghe. Ôi hoang phí cốt để khoe, chỉ là thói rầm hay ho nổi gì. Cần tiêu con cứ việc chi, điều cần thiết cứ phải đi tới cùng. Chi mà chi đúng mẹ mong, còn không tiết kiệm từng đồng tiền xu. Tiêu hoang là thói đóng đưa, nếu con tiết kiệm, ô tang tình tang chi thu hời, ô tang tình tang chi thu rõ ràng, ô tang tình tang tình tang tình ô tang tình tang. Rồi đây con sẽ biết rằng con người tiết kiệm, ô tang tình tang khả năng hời, ô tang tình tang khả năng hơn đời, ô tang tình tang tình tang tình ô tang tình tang. Đó là phẩm chất tốt thôi, cũng trong phẩm chất, ô tang tình tang của người, ô tang tình tang của người Việt Nam, ô tang tình tang tình tang tình ô tang tình tang. Thích mà hưởng thụ tiêu hoang, trong gai khổ lụy, ô tang tình tang là
đường ô tang tình tang, là đường con qua ô tang tình tang tình tang tình ô tang tình tang. Muốn qua cũng khó lắm đa chân ơi, con chân con tươm màu ô tang tình tang, và là ô tang tình tang, và là hiểu không ô tang tình tang tình tang tình ô tang tình tang. Mong con ghi tạc trong lòng đừng than, đừng than với mẹ ô tang tình tang, là không hỡi ô tang tình, là không hiểu gì ô tang tình tang tình tang tình ô tang tình tang ô tang tình. Cởi mở vui vẻ bền lâu, Hoàng Đức Tâm Hò Mã Nhì, Huế. Nào vui lên cởi mở cởi mở đi, khó khăn đến thế làm gì được ai, vui cởi mở với người phải luôn ghi nhớ những lời mẹ làm sao cởi mở thường xuyên, làm sao đừng tình thiệt hơn với người. Cho đi là nhận được thôi, không bao giờ phí là người cho đi. Kẻ không biết nhận làm gì mới là phí, là vất đi chân tình. Cho nên con giữ tinh thần nhớ câu nói ấy, yêu thương mọi người. Con mà cởi mở vui tươi với người, cởi mở với người đắm chiều. Một sớm một chiều rồi con nhận được ít nhiều cảm thông. Cuộc đời sẽ bớt mênh mông, bớt màu đen sạm thêm hồng thêm.
thêm xanh. Trái tim con sẽ dịu dàng, sẽ luôn tươi thắm, bởi con trái tim con sẽ dịu dàng, sẽ luôn tươi thắm, bởi con mãi yêu. Hòa bình, nhẫn nhịn, nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân sẽ trình bày theo điệu ngâm thơ Hát với dặm của Thanh Nghệ Tĩnh. Mẹ thương con, mẹ rất nhiều, ngọn đen dâu ngả bóng xíu, mẹ ngồi nhớ rằng nhẫn nhìn con ơi, một ma nhìn chín lanh rồi phải không, con còn phải nhớ năm lòng, nếu không nhẫn nhìn đừng trông mong gì. Cuộc đời dòng chảy cuốn đi, lúc thì bình lặng, lúc thì cuồng lưu, cho nên con phải tin theo lời cha mẹ, tránh những điều rủi ro. Ơi, ơi, tránh tan vỡ, trời giúp cho, nhà yên xã hội lo gì rồi rèn, tinh thần yêu chuộng hòa bình, làm sao cho có nhân sinh quan này, làm sao hiểu chiến đổi ngay mà lòng háo thắng ngủ say, ngủ say miên trường, chớ đừng dần quá mất hôn nỉ, để cho đại cuộc linh hồn bơ vơ, biết chăng vặt vạnh đáng gì nếu con chấp nhất mất đi hòa bình. Chiến tranh là chuyện chẳng lành, nên hòa hiểu để giữ tình anh em. Còn không vàn dĩ đanh nên, quyết không đệ nhục đệ hèn đâu con, chúng ta sống để dấu son, không thì tan nát thời gian vô tình. Cỏ cây còn muốn lưu danh, chứ làm trái hữu chỉ cánh thanh mời thôi.